bạn đang đến với chương trình Chat cùng Alumni, nơi gặp gỡ những cựu sinh viên thành đạt, đầy hoài bão và gần gũi. Chúng tôi mong muốn kết nối những bạn sinh viên đang học tại Greenwich Việt Nam và những anh chị cựu sinh viên đã tốt nghiệp để gắn kết những giá trị của thế hệ sinh viên Đại học Greenwich Việt Nam. Hãy theo dõi, hãy đồng hành và học hỏi. Chúng tôi chờ đón các bạn. Chat cùng Alumni. Và các bạn thân mến, khách mời của chương trình chúng ta ngày hôm nay đó là anh cựu sinh viên Nguyễn Sơn Hà. Anh Nguyễn Sơn Hà hiện đang là Senior Developer tại công ty Interactive Partners Việt Nam. Thì trước tiên anh có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của mình cho các bạn sinh viên của trường Đại học Greenwich Việt Nam có biết thêm thông tin về anh được không ạ? Xin chào các bạn sinh viên. Mình là Hà thì hiện mình đã tốt nghiệp FPT Greenwich được gần 10 năm rồi. Mình cũng cố gắng trở về đây để chia sẻ những kinh nghiệm của mình đã từng có với những công việc đầu tiên với các bạn, để mong là các bạn sẽ có thêm lửa cho chặng đường dài sau này. Anh ơi, hôm nay mình cứ thoải mái đi. Em thấy anh thì hơi đang có vẻ là hơi run một tí xíu à. Bây giờ chương trình sẽ tặng cho anh một ly rượu vang. Anh với em, anh em mình hãy cùng chia sẻ thoải mái, được không ạ? Rồi, ok. Anh bắt đầu chương trình được chưa anh? Rồi. Nếu anh bắt đầu chương trình thì xin được mời anh hãy cùng bật tín hiệu bắt đầu chương trình. Vậy mình xin phép nhé. Chúng ta hãy cùng đến với phần đầu tiên, đó là phần bóc phốt. Thì không biết là anh có sợ bóc phốt không anh? Có chứ, chút. Mà anh yên tâm, ngày hôm nay là chương trình của chúng ta không dám bóc phốt các nhân vật khách mời đâu, mà chúng ta hãy cùng bóc phốt về ngành công nghệ thông tin. Rồi, câu hỏi đầu tiên cho anh. Chúng ta sẽ có một gói câu hỏi, và với những câu hỏi này anh phải trả lời thật là nhanh. Chúng ta chỉ có được 10 giây suy nghĩ và chúng ta trả lời. Okay. Rồi, xin mời anh nhấp, cùng nhấp môi. Ok anh. Câu hỏi đầu tiên như sau. Anh hãy dùng 3 từ để diễn tả về ngành công nghệ thông tin. Đam mê, sắc mặt, thu nhập ổn. Ok, tiếp. Một người coder sẽ sợ nhất điều gì? Task và khách hàng. Lương dành cho sinh viên công nghệ thông tin mới ra trường khoảng bao nhiêu? Theo mình nghĩ là khoảng 8-12 triệu. 8-12 triệu. Tùy vào cái kết quả mà các bạn thể hiện ở trong lúc phỏng vấn. Nếu được chọn lại từ đầu thì anh có chọn ngành công nghệ thông tin không anh? Chắc là mình vẫn chọn lại công nghệ thông tin thôi. Mình chưa thấy mình làm gì tốt hơn cái này hết. Ngành công nghệ thông tin đã mang lại cho anh những điều gì? Một cuộc sống như mình mơ ước, có thể nói là như vậy. Được theo đuổi đam mê, rồi có một cái thu nhập ổn định. Anh có thể chia sẻ những tố chất cần có để theo đuổi ngành công nghệ thông tin không ạ? Những tố chất cần có là mình phải, đầu tiên là mình phải đam mê rồi. Cái thứ hai là mình phải có một cái suy nghĩ logic, chính xác nha. Cái cuối cùng á là mình phải thật sự tự tin với cái bản thân của mình. Xoay quanh những câu hỏi như anh vừa rồi thì em nhận thấy anh rất là đam mê về ngành công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin đã dành cho anh được rất là nhiều thứ. Nhất là sau những lần mà anh cắm mặt cắm đầu viết code hay gì đó thì anh đã nhận lại được cho mình một cái công việc ổn định, một cái thu nhập tốt, và anh đã có một lượng khách hàng cũng như là một cái cuộc sống khá là ổn định. Vậy thì bây giờ chắc chắn là trong trường của chúng ta đang có rất là nhiều bạn sinh viên đam mê ngành công nghệ thông tin, và các bạn đang cũng rất là hoang mang. Em được trực tiếp làm việc với các bạn đã thấy các bạn làm rất nhiều môn vì công nghệ thông tin khó quá, và các bạn không biết được rằng cái khoảng thời gian mà các bạn học tập tại đây đang đào tạo cho các bạn, và các bạn nếu mà các bạn thành công thì các bạn sẽ có được
một cái kết quả rất là ngọt ngào. Thì hy vọng là nếu như các bạn nào đang là sinh viên của ngành công nghệ thông tin, các bạn có theo dõi chương trình hay là các bạn đã từng theo dõi anh Hà với những tập phát sóng của chương trình trên kênh fanpage của Đại học Phoenix Việt Nam, thì các bạn hãy xem đây là một tấm gương để chúng ta có thể thành công, tiếp nối những thành công, và sau này sẽ có nhiều nhân vật như anh Hà để chúng ta cùng trò chuyện ngày hôm nay. Và chúng ta trước khi qua phần 2 thì xin được mời anh Hà. Mời em. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần 2 của chương trình Chat cùng Alumni. Phần 2 được mang tên Khám phá. Và chúng ta vẫn tiếp tục đang gặp anh Hà. Một câu hỏi để khai thác về bản thân anh Hà cũng như là khai thác về ngành công nghệ thông tin. Thì là trong thời đại bùng nổ về lĩnh vực công nghệ thông tin thì ngành IT đã và đang chưa bao giờ hết hot. Vậy thì cơ duyên nào mà lý do nào khiến anh chọn nghề công nghệ thông tin cũng như là anh chọn Đại học Phoenix Việt Nam? Anh một vòng quay trở về quá khứ thì anh có thể chia sẻ với các bạn được không ạ? Này đối với anh có rất nhiều kỷ niệm nha. Cái cơ duyên mà để làm cho anh thích cái công nghệ thông tin đó là cũng tình cờ thôi. Trong thì các bạn cũng biết là hồi cấp 3 mình có cái môn tin học. Thì lúc đó mình học Pascal. Thì khi đó Pascal đối với các bạn khác á, giống như là ngôn ngữ của sao Hỏa vậy, không ai biết làm như thế nào hết. Thì tự nhiên lúc đó mình lại làm được. Và mình được giống như là người hùng trong lớp, thì mình cứu mọi người, mình làm được, mình chỉ người này chỉ người kia. Lúc đó mình rất là thích. Và mình bắt đầu thích từ đó, mình bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về tin học, tìm hiểu sâu hơn về công nghệ thông tin. Rồi lúc đó mình đam mê ngay từ thời còn cấp 3 luôn. Là mình cũng đã dự định là sau này mình sẽ trở thành một người nhân viên IT rồi. Thì lúc đó trong đầu mình đã nghĩ như vậy rồi. Rồi cơ duyên để đến với WinWit thì cũng từ cái đam mê đó. Và có một phần tác động từ gia đình. Lúc đó gia đình mình lại phản đối mình đi theo con đường công nghệ thông tin và muốn mình trở thành một công an, có nghĩa là thi vào trường cảnh sát á. Thì lúc mà mình thi tốt nghiệp thi vào đại học á thì mình bỏ giấy trắng, mình không làm bất kỳ chữ nào để mình không đậu, để mình bỏ luôn cái kỳ thi đó. Và sau khi bỏ kỳ thi đó thì mình lại cảm thấy là mình giống như là loại cặn bã của xã hội kiểu như vậy, thì không làm gì nên hồn, không làm gì nên trò trống. Nếu để thi lại vào ngành công nghệ thông tin thì mình phải đợi một năm nữa, như vậy thì quá lâu. Và trong một năm đó mình biết làm gì giờ, thì tình cờ mình mới tìm hiểu trên mạng thì mình thấy được là trường WinWit của mình đang tuyển sinh và chỉ đòi hỏi tiếng Anh và các điểm thi của lớp 12 thôi, thì như vậy thì rất dễ phù hợp với mình. Thì mình cũng mạnh dạn đăng ký. Thì lúc đó là cái cơ duyên mà mình đến được với trường là như vậy. Xin được nhờ các bạn biên tập đến cái đoạn mà anh Hà chia sẻ là phản đối đó. Các bạn cho một đoạn nhạc buồn vô nha, để chương trình của mình nó thêm vui. Xin được cảm ơn anh Hà. Thì hiện nay thì em thấy là mức độ quan tâm của các bạn về ngành công nghệ thông tin thì cũng có, nhưng mà các bạn còn đang khá là chập chững và các bạn đang còn phân vân. Nhiều bạn chỉ biết rằng vô đây học ngành công nghệ thông tin vì nhiều bạn là đam mê chơi game là một nè, các bạn mày mò máy móc nè. Nhưng mà thực sự nếu mà anh cho các bạn một lời khuyên của những người đi trước về ngành công nghệ thông tin thì anh có một lời khuyên gì để cho các bạn thích cái sự đam mê của các bạn? Nếu các bạn thật sự thích thì các bạn phải tìm hiểu thật sâu. Chứ mình thấy hiện tại là thời của mình có rất nhiều bạn mà chỉ thích chơi game thôi mà lại đi chọn công nghệ thông tin, xong vào đây học coder này nọ chẳng liên quan gì tới game hết, đâm ra dẫn đến chán. Thì các bạn nên tìm hiểu trước cho mình là công nghệ thông tin là cái gì, và khi mà học thì mình sẽ học cái gì trước để mình có được cái kế hoạch cụ thể cho mình, tương lai của các bạn. Theo em được biết thì khi mình giỏi về công nghệ thông tin, vì em có làm việc với các bạn cựu sinh viên khác thì thấy các bạn là có những bạn là ở mức độ bình thường. Mức độ bình thường đây tức là mức thu nhập bình thường, nhưng mà cũng có những bạn là mức thu nhập rất là cao. Thì em nghiên cứu và em có tìm hiểu thì một người mà coder giỏi thì nếu mà các bạn đi kèm với lại cái ngoại ngữ giỏi thì các bạn sẽ có thêm thu nhập. Vậy thì bản thân anh là người mà đã có vốn ngoại ngữ
có một cái vốn kiến thức về công nghệ thông tin, thì anh có một lời khuyên nào cho các bạn là làm thế nào mình học và cái đích đến cuối cùng là mình tăng được thu nhập, thì anh có thể cho các bạn lời khuyên đúng không ạ? Ở đây thì mình học cái gì nó cũng có một cái lợi ích cho nó hết. Các bạn học giỏi tiếng Anh thì các bạn sẽ vào được những công ty quốc tế, thì cái thu nhập của các bạn sẽ tốt hơn là các bạn làm ở những công ty địa phương, kiểu giống như chỉ hoạt động ở Việt Nam không. Và cái tiêu chuẩn của họ thì cũng chỉ ở mức là tiêu chuẩn Việt Nam. Nếu các bạn có tiếng Anh, các bạn sẽ vào được các công ty tiêu chuẩn quốc tế, thì các bạn sẽ có những cái lợi ích khác, lợi ích của châu Âu, lợi ích của Mỹ. Như các công ty muốn hoạt động được tại Mỹ hoặc là hoạt động toàn cầu, nó phải có một cái lợi ích cho nhân viên đúng theo cái tiêu chuẩn của quốc tế thì họ mới được là gọi là công ty toàn cầu. Mà những cái lợi ích đó thì nó lại rất là tốt cho mình. Ví dụ bạn có bảo hiểm sức khỏe cá nhân, cái đó cũng là một cái rất là tốt. Rồi bạn có mức thu nhập tính dựa theo đô la, theo tiền tệ nước ngoài chứ không phải dựa theo tiền tệ của Việt Nam, thì đó cũng là một cái mức thu nhập ổn định hơn. Ví dụ các bạn lấy lương là 10 triệu thì các bạn lấy lương 500 đô thì nó lại thành một cái mức lương tốt hơn nhiều và ổn định hơn nhiều. Thì các bạn cứ cố gắng trau dồi, không chỉ là tiếng Anh không, các bạn có thể học thêm những cái như Photoshop, những cái về hình ảnh. Tại vì trong cái ngành này thì bây giờ người ta rất chú trọng nhiều đến nội dung. Thì nếu bạn có một cái hình ảnh tốt, có video tốt trên cái trang web của mình thì sẽ thu hút được đông đảo khách hàng hơn, thu hút nhiều người hơn. Thì tốt nhất là các bạn ngoài cái kỹ năng của mình, các bạn nên học thêm những cái kỹ năng khác nữa. Rồi nếu có các bạn tốt hơn, các bạn có thể tự có những cái soft skill khác, giống như là khả năng team leader, khả năng quản lý resource, dạng như vậy thì các bạn sẽ có được cái mức lương tốt hơn nữa. Mà trong gói câu hỏi chia sẻ thì câu hỏi nhanh chia sẻ đó thì anh đã có nêu ra được ba cái cụm từ về ngành công nghệ thông tin, đó là thử thách, đam mê và gọi là cắm đầu hả anh ạ? Thì nếu mà được miêu tả một ngày của những người coder, hoặc là một tuần hoặc là một tháng đi, thì công việc của họ là gì? Anh có thể chia sẻ với các bạn được không ạ? Nó có nhiều thử thách không anh? Thử thách thì có. Là theo ngày hay theo tuần hay là theo tháng anh? Theo công việc, tùy vào cái task. Ví dụ bạn gặp một cái task mà bạn nghĩ là bạn phải làm 5 ngày để xong, nhưng mà khách hàng yêu cầu bạn làm 3 ngày xong, thì cái đó là thử thách với bạn rồi. Nhưng mà cái thử thách đó mình có dễ thực hiện không anh, hay là nó là một khó khăn với mình? Cũng còn tùy vào cái độ mà tập trung quyết liệt của các bạn như thế nào nữa. Nếu bạn quyết tâm, bạn cố gắng thì những thử thách đó bạn sẽ vượt qua được. Tại vì thường á, nếu các bạn nghĩ là cái task nó làm 5 ngày, thực tế là các bạn chỉ làm khoảng chừng 2 ngày. Nhưng mà lúc nào mình cũng nói dư ra như vậy hết. Em thì có nghe mọi người chia sẻ là, như anh cũng chia sẻ ha, thì nếu mà ngành các bạn làm coder thì các bạn là cắm đầu. Thì không biết là những người thuộc ngành công nghệ thông tin thì có khô khan không anh? Công ty của mình nó có khô khan, rồi nó có buồn không? Hay rồi, tại vì ai cũng cắm đầu vô, vậy thì mọi người có khô khan với nhau không anh ha? Cái này thì nó lại là một cái khác hẳn. Mình chỉ cắm đầu trong công việc thôi, chứ còn về giao tiếp với team á, thì cơ bản á, là mọi người làm ngành công nghệ thông tin thường là rất dễ nói chuyện với nhau, trao đổi với nhau rất thoải mái luôn. Thì thường trong công ty mình á, hay có những câu nói chuyện giỡn đùa, với lại đa số là nam hoặc là và cùng ngành nữa, thì nên chuyện đùa giỡn chuyện nhau rất nhiều chủ đề để nói. Đó, rồi khô khan thì cũng không hẳn, tại vì trong công ty của mình thì tới 2-3 bạn biết đàn biết hát rồi, thì cũng không hẳn là họ khô khan. Họ chỉ khô khan khi họ tập trung vào công việc thôi. Vậy là hôm nay qua góc nhìn của chia sẻ của anh Hà thì chúng ta có thêm một cái nhìn về các bạn là công nghệ thông tin, và các bạn nữ yên tâm nha, là thu nhập tốt, biết chinh phục thử thách, và cái tiếp theo là không có khô khan. Thì các bạn hiện nay các bạn nào mà thuộc các ngành khác của trường mình, như là ngành quản trị kinh doanh hoặc là ngành thiết kế đồ họa, thì bây giờ nhanh chóng bây giờ là chúng ta hãy cùng bắt cóc một chàng trai nào đó thuộc ngành công nghệ thông tin để làm vốn cho mình từ bây giờ các bạn nha. Rồi, mà nếu như mà bạn nào á mà chúng ta còn sợ sệt gì đó thì chúng ta hãy sau cái video này á, thì chúng ta hãy comment ở dưới về họ tên cũng như là
thông tin liên lạc của anh Hà để các bạn. Chúng tôi muốn là có một sợi dây kết nối từ phía anh Hà là những người đi trước cũng như là các bạn là những người mà thế hệ sau, để chúng ta có thêm một sợi dây nối dài là những bạn sinh viên của trường đại học Phoenix Việt Nam. Thêm một cái câu hỏi mà hơi khó cho anh Hà ha. Anh Hà có nói là công nghệ thông tin thì cái ngành này đã mang đến cho anh Hà một cái thu nhập tương đối tốt đi. Thì bây giờ chúng ta ha, nếu mà tốt cỡ nào thì anh Hà với em ấy cùng uống một cái rượu này. Nếu mà tốt ha, thu nhập cao thì anh Hà uống hết. Còn nếu mà thu nhập vừa vừa thì anh Hà uống một chút. Đây là một thử thách cho anh Hà. Ok, em mình mà thay ra câu trả lời của anh Hà nha. Wow, đây là một ngành mà có thu nhập rất là tốt ha các bạn ha. Hành động vừa rồi của anh Hà đã thay thế cho câu trả lời, và các bạn cũng yên tâm. Nếu như các bạn đang là ngành công nghệ thông tin, có những buổi, có những hôm mà các bạn cài deadline, có những hôm mà các bạn phải cài cái assignment và các bạn đang rất là lo lắng, thì hy vọng là với những người đi trước đã có cho các bạn chia sẻ nè, thì các bạn cố gắng, chúng ta hãy cùng vượt qua những cái khó khăn ngày hôm nay để ngày mai chúng ta sẽ có một cái cơ hội và một cái mức thu nhập tốt để lo sống, lo cho gia đình và nuôi sống bản thân mình. Hy vọng là các bạn sẽ có thật là nhiều những cái cơ hội ở trong tương lai qua cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đang đến với phần 3 của chương trình Chat cùng Alumni. Và phần 3 được mang tên Thử thách. Chúng ta hãy cùng thử thách các vị khách mời của chương trình để xem họ trâu bò tới đâu. Và đến với phần 3 này thì chúng ta bắt đầu bằng một màn cùng ly nha. Sắp tới là sẽ có nhiều thử thách dành cho anh. Anh sẵn sàng ha? Và phần 3 này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều câu hỏi, và mỗi một câu hỏi anh phải trả lời trong vòng 10 giây. Nếu như sai thì chúng ta phải ăn một miếng chanh, và nếu như đúng thì chúng ta đã ăn một miếng cam. Mà chanh hay cam này thì em cũng được ban biên tập nói là nó đều chua cả anh ha. Thì what the hell? Thì anh cùng cố gắng. Anh sẵn sàng cho anh ha. Và nếu như mà anh có số lượng cam nhiều hơn số lượng chanh thì anh sẽ nhận được món quà từ ban tổ chức. Rồi, bắt đầu nha. Kể tên 3 món bún không có nước lèo. Bún thịt nướng. Hết giờ. Xin mời anh với thử thách đầu tiên. Một hình phạt đầu tiên dành cho anh. Còn bún gì không có nước lèo nữa. 3 loại bún không có nước lèo đó là bún thịt nướng, bún đậu, mắm tôm và bún xào. Ngày mai là về là anh liền thì xem ban tổ chức nói đúng không nha anh nha. Em cảm nhận được độ chua của chương trình luôn đó. Ai mua chanh vậy? Ban biên tập này ác lắm anh ơi. Anh thấy thế nào anh? Ổn không anh? Ổn không anh? Không ổn thì mình dừng lại. Không được ổn lắm. Nhưng mà tiếp tục được đúng không? Mình cố gắng. Anh đã chia sẻ là các người coder thì rất là nhiều, chinh phục được nhiều thử thách. Đây thử thách này nhòm nhò gì đúng không anh? Tiếp theo, kể tên 3 con vật có chữ cái bắt đầu bằng chữ L. Em gợi ý là con gì cùng hỏi con rắn. Hết giờ. Con lươn, con lừa và con lãi. Con lãi. Hình như con lãi là con vuông đúng không ban biên tập? Ok anh. Một thử thách, một hình phạt để dành cho anh. Nope. Hình như là những cái thử thách này nó còn kinh khủng hơn là thử thách mà phải làm viết code đúng không anh? Đúng rồi. Suy nghĩ cái này nó bị thời gian ép quá nên là cũng hơi khó ra kết quả. Những thử thách này thì ban biên tập dựa trên sự chia sẻ của anh. Đó chính là về tốc độ thời gian. Thứ hai là về mức độ khó ha. Thì ngày hôm nay nếu như anh vượt qua được những thử thách này thì thật là tuyệt vời.
Tiếp theo câu hỏi này rất là dễ ha. Ba của ba là ba của ba của ba là ai? Ba của ba của ba là ai? Ông cố nội. Chính xác, của miếng cam dành cho anh. Hèn quá. Em còn đang sẽ anh bỏ cuộc. Mấy có ngọt hơn kia. Thì giả dạ, lẽ số em đã sống thì cựu sinh viên là không ai dám ghi hình nữa. Ờ, chơi chua quá, ai dám ghi hình nữa. Rồi, ok anh, câu hỏi tiếp theo nha. Con chuột nào đi bằng hai chân? Mickey. Chuột gì nữa? Chỉ cần là okay, trả lời thôi mà. Rồi, một phần thưởng dành cho anh, một miếng cam dành cho anh. Hiện nay anh đang có hai câu là đúng, hai câu trả lời sai nha. Và chỉ một câu nữa thôi là anh sẽ nhận được một phần quà của chương trình. Kể tên một loại vật có cánh nhưng không biết bay. Chim cánh cụt. Và câu hỏi này dễ quá luôn anh, hình như là cái câu hỏi này đặt ra để cho anh có quà hay sao. Câu hỏi này dễ lắm luôn đó. Rồi, một phần thưởng dành cho anh. Một miếng cam nữa ha. Thêm là cam cũng ngọt, không đánh đổi. Kết thúc 5 câu hỏi thì anh Hà của chúng ta đã chinh phục được 3 câu hỏi đúng và 2 câu hỏi sai. Và xin được mời một phần quà từ ban chương trình dành cho anh Hà. Kết thúc thử thách vừa rồi thì anh Hà đã giành được một phần quà của chương trình. Xin được cảm ơn anh Hà, ban tổ chức có một giấy chứng nhận tham gia chương trình để gửi cho các nhân vật tham gia Chat cùng Alumni. Và hy vọng rằng với những chia sẻ của anh Hà là các bạn sinh viên ngành công nghệ thông tin sẽ có thêm thật là nhiều kiến thức và có thêm thật nhiều sự đam mê để theo gót anh Hà, chúng ta sẽ có những thế hệ sinh viên của ngành công nghệ thông tin thật xuất sắc và rất là gần gũi. Hy vọng rằng ngày hôm nay anh Hà sẽ đem lại cho các bạn một sự động lực rất lớn và một chương trình có một bó hoa tươi thắm cũng như là một giấy chứng nhận gửi đến cho anh. Hy vọng là anh có thật là nhiều sức khỏe cũng như là có thêm nhiều thành quả để trong một ngày không xa chúng em lại có thể tiếp tục mời anh đến chia sẻ những kiến thức bổ ích cho các bạn sinh viên ngành công nghệ thông tin. Xin cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội cho mình được chia sẻ những cái kinh nghiệm truyền lửa cho các bạn sinh viên. Mong là các bạn sinh viên sẽ thành công trên con đường sắp tới.